Khánh rất là vui khi được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong một bài tập về guitar mới. Và bài tập này là một bài hát nói về những cái lời lẽ rất là hay, và chúng ta nên tập những bài hát, ví dụ như những bài hát là điệu Boston này và bài hát là niệm khúc cuối. Thì đối với một bài hát hay thì do cái phần nội dung của bài hát và lời bài hát nữa, thì các anh chị có thời gian hãy nghe, lắng nghe và trải nghiệm với bài hát niệm khúc cuối này. Khánh có một vài cái lưu ý đối với nhà các anh chị đang xem clip này mà lần đầu tiên xem luôn, thì các anh chị phải chỉnh dây đàn cho chuẩn. Sau đó các anh chị ghi lại một cái bài hát, ví dụ như chúng ta đang xem một bài hát nào đó, chúng ta ghi lại, à hôm nay chúng ta học bài này, đó giọng nam là hát như thế nào, có những hợp âm gì và ký hiệu của nó ra làm sao, chúng ta ghi lại. Thì chúng ta tập như vậy á, chúng ta sẽ dần dần về dần thì chúng ta sẽ có được tổng hợp những cái bài tập, những cái bài học về guitar một cách tốt nhất và có nhiều kiến thức hơn. Thì trong một cái thời lượng ngắn nhất, Khánh cố gắng truyền tải hết những cái kiến thức về âm nhạc, về guitar, về các cái cần chú ý thì các anh chị ghi lại. Đó là một cái điều mà Khánh rất là trân trọng và chắc chắn là các anh chị sẽ đàn và hát cực kỳ tốt. Các anh chị phải chỉnh dây đàn cho chuẩn nha. Đó là cái lưu ý. Sau đó những hợp âm, ví dụ như dòng nam của Khánh là hát ở tông đô trưởng nè. Đô trưởng có nghĩa là hợp âm chữ C. Chúng ta sẽ mở cái hợp âm guitar lên. Đó. Chúng ta sẽ thấy là chữ C. Hợp âm đô trưởng bấm như thế nào thì chúng ta sẽ bấm đúng như vậy. Ví dụ đô trưởng bấm như thế này. Đó. La thứ bấm như thế nào, chúng ta phải chuyển được. Rê thứ bấm như thế nào đó. Pha trưởng này hợp âm chặn nè. Nếu các anh chị nào xem những clip trước của Khánh là thấy pha trưởng hợp âm chặn như thế này. Là một cái hợp âm chặn này, một cái lợi thế thì chúng ta chỉ cần buông cái ngón giữa ra thôi là hợp âm la thứ. Và đối với bài này thì chúng ta sẽ có hợp âm pha thứ. Pha trưởng hợp âm pha thứ này, thì hợp âm pha thứ này là một cái dẫn rất là hay để chúng ta vào một cái tình cảm nó da diết lắm. Son trưởng, son bảy, đó, mi thứ, la thứ. Những hợp âm này chúng ta phải chuyển một cách nhanh chóng. Tập chuyển, nếu mà chúng ta chuyển chậm thì chúng ta tập chuyển. Và Khánh nói thật sự là đối với lại học guitar này, chỉ cần mỗi ngày các anh chị tập, cố gắng tập một video clip và chúng ta tập nhuần nhuyễn từng ngày thì chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn nhất các anh chị sẽ tập được, và thu thuộc vào cái sự nỗ lực của các anh chị thôi, chứ không phải là ai khác, không phải là Khánh, cũng không phải là những người hướng dẫn khác, mà là do các anh chị tập luyện một cách như thế nào và có phương pháp tập hay không. Chúng ta tập tay trái trước, luyện ngón như thế nào, những các nhiều cái khác, và chúng ta chuyển hợp âm cho chuẩn. Sau đó chúng ta mới tập bên tay phải. Tay phải là để chúng ta đánh cái điệu đó. Ví dụ hợp âm đây mà chúng ta đánh gãi xuống thì nó chưa có ra điệu, mà chúng ta phải dùng cái này chúng ta móc. Thì đối với những cái điệu mà Boston là những điệu nhịp 3 4 chậm buồn hay là điệu van đó, thì chúng ta sẽ phải đánh thật là chậm và đánh ở cách móc này nghe rất là tình cảm. Ngoài ra thì chúng ta đánh phím, đánh vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bùm chách chách hay là bùm tưng chách gì đó đều được. Các anh chị chú ý nha. Cái nhịp 3-4 là một cái nhịp chậm. Điệu van và điệu bottom cùng một cái nhịp. Hai cái điệu đó sẽ hòa hợp được trong một cái nhịp đó. Vì vậy thì đánh điệu van hay là cái điệu bottom cũng là trong một cái nhịp 3-4. Thì trong một bài hát chúng ta có thể đánh hai cái điệu luôn. Là cái sự mix điệu lại đây, Khánh đang nói về cái vấn đề là mix điệu. Có nghĩa là hòa hợp hai cái điệu đó. Đó, tí nữa Khánh cũng sẽ đánh thử cho các anh chị xem là vừa đánh van vừa đánh bottom trong một cái nhịp. Đó, cái nhịp nó sẽ quy định chúng ta đánh cái điệu. Ngoài ra thì các anh chị có thể đánh bottom không cũng được, cũng hay rồi. Đó, để cho hát tình cảm hơn, và trước khi mình hát mình sẽ nghe ca sĩ đó. À, vài lần và chúng ta bắt đầu tập. Ví dụ như chúng ta cầm một cái điệu thì chúng ta sẽ để cái hợp âm đô trưởng đầu tiên, để một hợp âm thôi, để chúng ta tập bên tay phải. Bát này là dây bát, dây năm, dây ba móc lên, dây một hai móc lên, một hai móc cùng một lúc này. Rồi dây ba, một hai ba. Đó. Thì chúng ta sẽ nhịp chân ở dây bát, dây một hai là hết một lần.
là nhịp 3-4, có nhịp 3 nhịp chân cho một cái hợp âm. Còn đối với điệu va luôn là bùm, chắc là móc 3 giây một lúc, chắc là nhịp chân, chắc là nhịp chân. Và Khánh lưu ý để mà chú các anh chị đánh hay hơn nữa thì các anh chị phải nhớ là cái dây bùm bát đầu tiên các anh chị phải đánh mạnh. Càng đánh mạnh càng tốt, thì sau này tự nhiên các anh chị sẽ nghe được nó rõ ràng hơn vào cái nhịp. Dây 1-2 móc cùng một lúc á, thì các anh chị cũng móc mạnh luôn. Thì nó nhấn ở những cái nhịp chân xuống để cho các anh chị nghe rõ hơn. Và sau này các anh chị dễ nắm được cái nhịp của một bài hát nào đó bất kỳ. Nè. Thì chúng ta tập. Sau đó chúng ta lập quen rồi chúng ta chuyển miếng hợp âm này. Chuyển với là cái điệu chúng ta vừa tập là chúng ta bắt đầu đánh được. Là bắt đầu chúng ta đánh được, sau đó chúng ta mở ca sĩ lên chúng ta đàn thử theo thì chúng ta quen dần với cái điệu cái nhịp. Có thể là ca sĩ họ sẽ hát nhanh nhưng mà chúng ta cứ đàn chậm chậm thôi. Chúng ta cứ tập lúc mới tập thì chúng ta tập chậm thôi, còn ca sĩ đánh nhanh thì chúng ta bắt đầu đánh theo ca sĩ. Đó, thì ca sĩ họ lúc nào cũng hát nhanh hết tại vì họ chuyên, còn chúng ta mới tập, tập chậm. Intro 3 hợp âm đơn giản. Và Khánh khuyến khích tất cả mọi người, tất cả các anh chị phải tạo ra cái intro của mình. Hãy cố gắng tạo ra đi. Khoan, hãy đừng có đánh theo intro của bài hát nữa, mặc dù nó hay thiệt. Đó, nhưng mà chúng ta hãy tập tạo ra thì chúng ta sẽ dễ cảm hơn, hoặc là chúng ta tập học theo đánh theo cái intro gốc cũng được. Nhưng mà chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ sáng tạo hơn và sẽ làm thế nào nó hay nhất, nó hay đối với chúng ta là được. Đó, là cách mà chúng ta sẽ sáng tạo trong âm nhạc. Cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau cho nhau ít vui ấm áp cuộc đời, tìm môi nhau cho nhau giá nát, giá nát tim đau. Vừa đôi tay ướt muốn thu đầy, tóc rối bạt màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn đời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.
đó. Thì Khánh chỉ là hát thị phạm thôi, các anh chị cứ tập chậm và hát theo, hoặc là nhịp chân theo để mà chúng ta biết. Trong lúc hát thì Khánh có là lồng cái điệu van và cái điệu bắt tông, hai cái phối hợp chung với nhau. Thì các anh chị nếu mà nghe kỹ sẽ nghe thấy được. Không phải là Khánh biểu diễn nên là các anh chị có sơ sót gì anh chị bỏ qua cho Khánh nha. Và Khánh chị là hướng dẫn để chúng ta cùng với nhau tập một cái bài hát. Và chúng ta có thể dùng bài hát này để thổ lộ với lại người mà chúng ta muốn nói về cái vấn đề gì đó, về tình cảm chẳng hạn. Cái phần quạt nè, cái phần quạt chúng ta sẽ ứng dụng vào điệp khúc để cho nó lên cao trào. Thì quạt nó cũng sẽ có nhịp quạt 3-4, quạt Boston luôn, quạt điệu Boston, quạt điệu Vahan luôn, thì nó sẽ là nhịp 3-4. Vì vậy mà các anh chị sẽ chú ý kỹ, ví dụ như pha trưởng nè, cái này để pha trưởng nha. Thì chúng ta sẽ có khẩu quyết như sau về cái quạt Boston á, là xuống, xuống lên, xuống lên, xuống lên là chuyển. Thì các anh chị nếu cái quạt nó cái khó lắm, cái quạt nó hơi khó tại vì chúng ta chưa quen thôi, nhưng mà khi chúng ta quen rồi cái quạt như thế nào cũng được cả, và không có quan trọng là cái không có quan trọng là tiết tấu nó như thế nào, nhưng mà miễn sao nó đúng đủ nhịp là được đó. Có khi nào các anh chị quen á, nó chưa có anh chị chưa có nhịp đều mà các anh chị quạt á, thì nó sẽ bị rớt nhịp, sai nhịp, thiếu nhịp, dư nhịp, vân vân các kiểu. Thì đó là cái việc mà chúng ta phải tập chậm về cái phần quạt. Rồi mọi cái thắc mắc, mọi cái đóng góp, mọi cái yêu cầu gì các anh chị comment bên dưới cho Khánh, để Khánh có cơ hội để mà giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Và cũng như là chúc tất cả mọi người đều có những cái thời gian vui vẻ bên guitar, và hãy chơi và thăng hoa với cảm xúc, cũng như là có những cuộc sống nào cũng tốt đẹp hết. Và xin chào và gặp lại tất cả các anh chị trong những cái bài tập tiếp theo, những bài tập guitar cùng với Khánh tiếp theo. Và đừng quên là các anh chị bấm like cũng như bấm theo dõi kênh guitar của Khánh, để mà các anh chị có thể học được, tập được những cái bài guitar đơn giản nhất và dễ hiểu nhất mà Khánh cố gắng làm thế nào mà các anh chị phải chơi và phải càng ngày phải càng chơi hay hơn Khánh mới được. Cố gắng lên các anh chị nhé, tập mỗi ngày thế các anh chị sẽ chơi được và học guitar không khó. Chào và hẹn lại các anh chị.